Bước vào vụ hè thu 2024, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Long Thành đã hướng dẫn chặt chẽ các khâu làm đất, gieo hạt và chăm sóc lúa cho nông dân. Song với tình hình mưa nắng thất thường hiện nay, vẫn dễ phát sinh sâu bệnh trên cây lúa. Do đó, Trung tâm Dịch vụ và Hội Nông dân các xã trong huyện Long Thành đang tiếp tục theo dõi, triển khai cho nông dân áp dụng các biện pháp phòng bệnh kịp thời. Để phục vụ cho nhu cầu sản xuất, vụ hè thu năm nay đạt hiệu quả cả về năng suất và sản lượng, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Long Thành tiếp tục triển khai xuống các xã những giống lúa có tính kháng rầy cao như OM7347, ST25, OM6162. Tất cả các diện tích lúa đều được bà con nông dân thực hiện kỹ các khâu làm đất trước khi gieo hạt, xuống giống đồng loạt để né rầy, di trú. Hiện tại lúa hè thu Đại Trà đang trổ đồng, nhìn chung phát triển xanh tốt. Tuy nhiên, với tình hình mưa nắng thất thường hiện nay, việc phòng trừ sâu bệnh vẫn tiếp tục được bà con áp dụng triệt để. Vụ hè thu này, người nông dân chú ý một số cái sâu bệnh mà thường gặp nhất là cái bệnh đạo ôn, đốm vằn. Và đặc biệt ở cái giai đoạn 40-50 ngày tuổi này thì cái rầy phấn trắng đang phát triển rất là dữ. Thường xuyên thăm đồng để kịp thời xử lý nếu có phát hiện những cái sâu bệnh này. Đầu tiên đó là trên một cái diện tích nhỏ thôi. Nếu không kịp xử lý ban đầu thì nó sẽ lan ra rộng hết trên cánh đồng của người dân. Và lan rộng rồi thì lúc đó mình xử lý vẫn kịp. Nhưng mà thiệt hại về kinh tế, thiệt hại về thuốc, thiệt hại về công sức của người dân rất là nhiều. Do đó thì... Cũng theo Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, khi phun xịt thuốc phòng trừ các loại sâu bệnh, bà con nông dân cần sử dụng đúng thuốc, đúng liều lượng và đúng cách thức. Vì có khi phòng trừ tiêu diệt được bệnh này nhưng lại bùng phát dịch bệnh khác trên cây lúa, bởi lượng thiên địch cũng vô tình bị tiêu diệt. Ngoài ra, bà con cũng cần thực hiện bón phân đầy đủ cho cây lúa theo nguyên tắc 4 đúng để tránh lãng phí, mà vẫn giúp cho lúa sinh trưởng khỏe mạnh, phát triển đồng bộ, trổ nhiều bông và chắc hạt. Hiện tại giá lúa đang ở mức cao, nông dân phấn khởi chăm sóc lúa tích cực để có năng suất và lợi nhuận đạt cao. Trong quá trình lúa sinh trưởng, mình bón phân đợt 1 là dùng lẫn với một ít ure vào phân lần 2 là cũng cân đối phân đá là đầu trâu tổng hợp, không bỏ ure bao nhiêu hết. Lần 3 là mình chỉ đầu trâu với tăng thêm một số kali, mình cân đối với phân để bỏ cho phù hợp. Nếu mà thiếu phân là cây lúa không phát được nhiều quá thì phân thì lúa sẽ đổ ra các loại bệnh. Nếu người nông dân mà chăm sóc tốt cho cái vườn lúa ruộng lúa của mình á thì năng suất bình quân có thể thu được 4,5 tấn tới 5 tấn trong cái vụ này. Và nếu cái giá lúa năm ngoái là từ 6,5 tới 7,000 thì cái giá lúa của cái vụ năm nay á là từ 7 tới 8,000. Cho đó là nếu mà người dân mà tính bình quân trên 1 hecta thì người ta sẽ lợi nhuận từ 20 tới 25 triệu đồng trên 1 hecta cho cái vụ này. Vụ hè thu 2024, toàn huyện Long Thành gieo trồng khoảng 3.600 hecta cây lương thực, trong đó lúa chiếm trên 1.100 hecta gieo trồng tập trung, chủ yếu tại các xã Bình An, Tam An, An Phước, Long An và Long Phước.